Rồi cô bác ơi, hôm nay mình sẽ quay cái tập 2 của cái phần Hái Điên Điển tiếp theo nha. Cô bác thấy cái đống chiến trường là bữa nay là mình đang chế cái dàn sắc si, tức là cái dàn bắp chuối cho cái máy của mình đó cô bác. Nhưng mà chế chưa xong nữa. Dính dầu nhớt quá, để chụp cho nó đẹp lên phim. Đẹp nha, mình sơn lại rồi đó cô bác. Cô bác thấy đẹp không? Có nghĩa là sơn những cái chỗ nào mà nó xấu quá mình sơn mình sửa lại là nó tốt gỗ hơn tốt nước sơn hả cô bác. Vì chứ giả sử như gỗ tốt rồi mà thêm nước sơn tốt nữa thì còn gì bằng ha. Tốt ngoài tốt trong luôn cô bác. Thấy cái máy mình bữa nay đẹp kinh hồn chưa, mới cáo cạnh luôn ha. Làm mà hổm không có thời gian quay cô bác, tay gánh nhất nào cái làm nhất đó, rồi thấy cái thành ra là mình không có cái thời gian quay nhiều, làm biết bao nhiêu buổi rồi. Nếu mà quay lắc nhắc gì thì nó tốn quá nhiều công sức rồi, thành ra mình không có quay. Thì mình đã gần như là gần hoàn thành nó, có còn khoảng một buổi nữa là xong rồi đó. Có thấy nè, xong hết rồi. Đút cái đuôi chuột vô, cái cắt đăng vô nè coi. Sáng giờ cũng chế xong rồi, tại nó rộng quá. Cắt mấy miếng này chim vô rồi vân vân. Đẹp ghê ha. Bên này cái máy của mình là nhìn hết ga luôn đó, y chang như cái máy trong thùng luôn. Quá xa đã luôn chưa, mới cáo cạnh luôn chưa. Cái bình xăng rất là đẹp, cái máy này bình xăng rất đẹp. Bình xăng này coi, nhìn đẹp ghê ha. Đã ghê chưa. Mấy cái này thì mình không có sơn, để cho nó nguyên thủy. Chỉ sơn mấy cái chỗ này là do nó hôm qua mình đã tháo cái máy ra chuỗi lũi luôn đó cô bác, sơn đồ món đó rồi mới gáp vô lại đó, chứ không phải để nguyên gì sơn đâu. Tháo từng món, tháo từng cái công tắc, cái tay giật, thay cọng dây mới luôn nè cô bác. Cọng dây mới mình tha mỡ bò vô, cô bác thấy nó có mỡ bò ở trong đó ha, cho cọng dây này mới cáo luôn đó, để mỡ bò vô để cho giật nó lâu hư sợi dây. Rồi kỳ gửa ở trong nè cô bác, tháo nguyên cái mặt nạ này ra luôn, kỳ gửa ở bên trong này luôn, cô bác thấy ở trong mới cáo luôn ha. Rồi quá đẹp rồi, câu giờ chút xíu nha. Đẹp ha. Rồi lấy cái bông bản này có để làm cái mút trắng gió ở trong. Đã ghê chưa. Rồi căng chỉnh mấy con ốc này lại luôn, xúc bình xăng luôn, rồi xúc bình xăng con luôn, rồi kiểm tra cái bô lửa luôn, rồi đầu gỡ mấy cái dây điện này ra hết luôn mới gắn lại đó cô, rồi kiểm tra nhớt ấy rồi lại luôn. Rồi, có thấy cái máy đẹp ghê chưa? Đã ghê chưa? Cái máy nhỏ xíu xíu hà. Tại cô bác coi trong phim nhiều khi nó bự á. Chứ ngoài này nhỏ xíu mà nó hơn khoảng 1.5 gram rồi cô bác. Khoảng 1.5 gram của mình hà, nó nhỏ xíu xíu hà. So với cái máy này thì nó như phim hoạt hình nha cô bác coi nè. Đẹp xíu xíu à. Xíu xíu à, nhìn đã lắm. Đẹp lắm. Mình mà có thời gian mình sẽ chế một cái dàn bắp chuối thiệt là gọn luôn. Còn cái này mình đỡ rồi cô bác ơi, gắn đỡ vô thôi. Tận dụng những gì đang có mình gắn đỡ, mình chế mấy cái khớp này bắt đầu gắn đỡ vô cái dàn cũ. Nó gắn đỡ vô cái dàn cũ rồi chứ nó không có đúng cô bác ơi. Nó chặt trơn à. Thành ra mình phải chế. Chế qua chế lại rồi mới cáp vô được, chứ không phải đút vô cái là được liền. Nhưng mà có thời gian thì mình sẽ chế nguyên một bộ mới luôn. Mới hoàn toàn luôn thì nó sẽ im hơn nữa à, tại vì nó sẽ phù hợp, mỗi máy nó có một cái kích thước khác nhau chứ à. Còn cái này thì nó hơi nặng một chút xíu, cái đuôi cũ này nó hơi nặng chút xíu, nó hơi to chút xíu à. Mình muốn cái máy thì nó thật là cơ động, thật là nhẹ gọn. Rồi xong rồi đó, nãy giờ cũng được 5 phút rồi. Câu giờ à, giấc này bắt đầu đi cô bác ơi. Trước khi đi thì giờ quay vòng quanh thế giới nha. Đó. Rồi.
Lục xách cái gỗ về ra đi. Ôi mấy cái bông trang nó nở đẹp ghê hồn luôn. Trang này là trang Pháp nè cô á. Nó có cái mùi thơm thoang thoảng của nó rồi. Trang Pháp nè. Cũng to ha, để mình đưa cái tay vô cô bác so sánh nha. Bông này cũng to lắm nè. Đã chút chưa. Còn ở dưới là mấy cái cây cây bồ đề. Nó mọc ở sau vườn mình đó cô bác. Đó giờ ở đây thì mình không có bồ đề cô bác. Nhưng mà tự nhiên nó mọc được hai cây ở sau vườn. Cái mình thấy gì cái mình bứng đem vô trồng. Đây là mấy cái cây lan kiếm. Hù đã xích chưa. Nó bám rễ đó cô bác. Nhờ ập dơm nè. Giờ cô bác coi nha, nó bám rễ nè. Bám rễ vô cái cây gỗ nè cô bác. Không đã chưa. Cây gỗ này thì nó bong lóng hả, nó có cái vỏ không à, còn trong ruột thì nó bong lóng à. Mà cái vỏ còn tốt lắm. Cây này chừng chục ngoài năm nữa là thoải mái. Gỗ ở tốt. Nhưng chim này, chim xa xả đó của nó kêu quá xa. Lan. Xa lan luôn. Thôi, chắc này đi hái điên điển cô bác ơi, vào cái mục đích chính của mình. Cô bác biết mình gáp cái tranh thủ mình chế cái đuôi để cho cái má đó cô bác. Có người thì gọi là cái đuôi tôm, có người thì gọi là vàng sắc si, có người gọi là vàng láp, có người thì gọi là bắp chuối, ôi đủ kiểu chứ. Sao mình hiểu cái đó là cái đuôi phía sau của cái động cơ xăng là được à. Để mà mình chuẩn bị tát cái ao này nè cô bác. Chứ có cái đầu máy không thì không tát được. Thành ra mình chế gấp chế đỡ để mình đút vô đây mình tát ao. Tại vì cái máy dầu thì khiêng không nổi cô bác ơi, một mình đâu khiêng nổi. Thành ra mình chế cái máy xăng để mình bơm đó. Thành ra chế đỡ gấp vậy đó. Rồi có thời gian thì mình sẽ chế kỹ lại để cho nó có thẩm mỹ hơn nữa. Làm thì đặt cái tiêu chuẩn chất lượng nè. Có nghĩa là nó có cái hiệu quả thực tế, cũng giống như khi mình chế cái chân điện thoại đó cô bác, vì cái đó không phải là để quay chơi mà nó có hiệu quả thực tế, có nghĩa là mình sử dụng thiệt luôn á. Nó có cái ứng dụng thực tế thiệt luôn á, còn chế ra chơi chơi thì nó khác. Cũng ví dụ như cô bác thấy mình làm cái vỏ bình trà bằng quả dừa đó cô bác, mình chế xong rồi cái bây giờ mình trưng tới giờ đó là nó có cái hiệu quả thực tế là có sử dụng luôn, chứ không phải chế ra xong rồi dục bỏ. Bởi vì cái đuôi tôm này cũng vậy, cái dàn láp này cũng vậy, rồi mình chế ra là phải có cái thực dụng của nó. Đút vô đây bơm nước ra, cô bác thấy vắt này là nước lớn đó, nước nó chảy ra đó cô bác. Mình sẽ đút vô đây mình bơm nước ra thì nước khoảng còn chừng 1 mét thôi, mình bơm chắc cũng hơi lâu, cái máy xăng là bơm hơi lâu mà không có bọng nữa, chắc bơm bằng cái bơm đuôi. Cái bơm đuôi ống 8 phần thì bơm chắc cũng hơi lâu nhưng mà được. Rồi cô bác thấy mình sơn cái máy mà cái móng tay của mình giống như con gà móng đỏ luôn. Kỳ ra đỡ rồi đó, hôm qua là tao nó móng tay móng chân mình mấy đỏ, đỏ ao luôn. Sơn mà sơn mà không có nước sơn nữa. Rồi lục cái mấy cái chai nước sơn cũ rồi bắt đầu đổ xăng vô quậy quậy vô sơn. Nhưng mà nó cũng đẹp nha. Rồi làm có hiệu quả thực tế nhưng mà mình cũng đặt nặng cái vấn đề nó thẩm mỹ nữa cô á. Chứ nhiều khi mà chế đồ ra mà tao nói nó xấu tệ rồi. Nó cũng hơi kỳ hết cô, cũng giống như mấy cái ông đổ xe cô bác ơi, có người biết đổ xe đổ chiếc xe đẹp lắm, còn có người mà không biết đổ xe rồi đó, mấy cái ông trò trò nhỏ nhỏ cô bác ơi, ông không biết đổ xe rồi ông quậy một hồi cô bác nhìn cái chiếc xe đổ lên nhìn nó kỳ cục con chết luôn. Cô bác thấy mấy cái xe mà xe độ rồi đó, lên phim lên hình cô bác thấy nó xấu tệ hơn cái xe hãng của ta nữa. Đổ sao là nó phải đẹp hơn, nó phải có cái vẻ nó hầm hố hoặc cái vẻ gì nó chất, còn độ lên gì đâu, chiếc xe người ta đã đẹp sẵn rồi, độ đáng lẽ đẹp hơn phải không cô bác, phải nó cứng cáp hơn, nó ngon lành hơn, nó mạnh mẽ hơn, ai giờ độ vô rồi nhìn giống như là con vẹt nhìn kỳ chết. Này nó cũng nhiều chuyện nó cũng đi theo, không có bữa nào mà trốn được nó chứ, đi không cho hay mà bữa nào nó cũng đi theo, sao mình nó ghim mình như là ăn trộm vậy.
sợ mấy con da chung vô lỗ tai nữa. Ồ, cá rồi quá, cá tự dần 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 ha, rất là nước lớn rồi đó. Ồ, dừa bắt đầu có trái, trái trái nhiều đó cô bác, cái buồng đó là cả 5-7 trái rồi, bắt đầu có trái rồi. Cái này là dừa khô. Còn đây là cái sụp. Rồi, tới chỗ rồi đó nha. Bữa nay mình có cầm theo cái tay cầm của bác rồi. Hôm qua tôi cầm cái máy trơn sợ nó tuột. Bữa nay cầm theo cái tay cầm. À, thành ra nó cũng đỡ. Có cái tay cầm dù xong có chỗ níu. Cầm cái máy trơn nguy hiểm. Chắc chắn hơn chút xíu được cái gỗ. Mà mua hồi rồi cái gỗ lũng. Lũng tan nát hết trơn ha. Rồi. Bước xuống. Rẽ một nhành cây trứng cá đó cô á. Bữa nay chắc cũng được mấy bông tương tự như hôm qua quá hả? Nhưng mà mấy cái cây mà có bông trước nè, chừng nữa nó sẽ tàn trước. Cũng giống như người ta vậy cô bác ơi, người nào sinh ra trước là người đó đi đi trước đó. Còn cái người nào đi sau là mấy cái người còn trẻ. Còn cái người mà lớn lớn như mình với cô bác mà không biết nó đi từ đi cái lúc nào đó nha. Còn cái người trẻ trẻ cô bác nhiều khi mình nói trời ơi dạng nít nôi gì chứ, cái khi mà mình đứt bóng rồi người ta còn sống ngon lành đó. Chê chê nói vậy cho mấy cái người trẻ trẻ bây giờ cái công nghệ ta hay lắm cô bác ơi. Cái trình độ công nghệ hay lắm, nó thiệt đó cô bác, hồi đó chừng 20 tuổi mà chưa biết máy vi tính là gì không. Rồi sau này từ từ mới biết. Còn cái người trẻ bây giờ vừa mở mắt cho người ta đã biết máy tính rồi nè, máy tính bảng nè, điện thoại thông minh nè, đủ thứ rồi. Tôi trẻ bây giờ dữ dội hơn xưa. Mà nói đi cũng phải nói lại cô bác ơi, giả sử như cái thời của mình mà có vi tính như bây giờ thì chắc mình cũng như cái tuổi trẻ giờ mình cũng biết gì hết cô bác. Chứ đâu phải là hay, tại do cái thời của tôi gọi là thời thế mà tạo anh hùng đó. Ví dụ như cái ông Hàn Tín mà ông vào cái thời này đó cô bác ơi, nó thiệt đó cô bác, ông Hàn Tín nhiều khi bây giờ ông đi bán vé số cũng không biết chừng. Tại cái thời này là thời súng ống cô bác ơi, võ công gì giỏi tới đâu á, ra bắn cái ảnh cái chết queo. Cô bác thấy ông Trần Trăng không cô bác? Trần Trăng Mã Vĩnh Chinh rồi đó. Hồi đó võ công giỏi tới đâu nhưng mà ngặt cái tới súng bắn cái ầm đó rồi cũng đi đó. Bởi vì thế, bởi vì thời thế tạo anh hùng, cái thời nào nó theo cái nghiệp đó cô bác ơi. Bây giờ cái người giỏi mà ra đường coi chừng người ta hại chết quê. Phải là biết thời thế như được như là ông Hàn Tín vậy đó cô bác ơi, thấy không? Có nghĩa là dù giỏi tới đâu ra đường giấu cái giỏi của mình. Giấu cái giỏi của mình để người ta không biết, chừng nào tới cái việc gì cần á, cần thiết mà thực sự á, người ta mới dùng tới cái giỏi của mình. Nhưng mà ngặt cái người thường của mình đâu chịu gì cô bác ơi. Đã không có giỏi rồi nhiều khi còn muốn nổ cho người ta biết mình giỏi, chứ đừng nói là giỏi sẵn. Khó ha. Đó, ví dụ như cái nhà, ví dụ như có 10 triệu đi, ra ngoài đường nổ, thôi nhà tôi tiền của nhóc trơn. Tiền của nhóc trơn mà dòng mấy cái này tôi đâu có ăn. Cô bác mà nào mà đi chợ nhiều, cô bác sẽ thấy mấy cái người nhõng nhảnh vậy. Có nghĩa nhà cũng không có đến nỗi giàu có cô bác ơi. Vậy đó, mà đi ra chợ nhõng nha nhõng nhảnh nha. Nó nói thôi ơi mấy cái cá này tôi đâu có thèm ăn. Mấy cá này nhỏ nhỏ thôi mà mằn mệt lắm, mua thịt thà gì ăn cho nó khỏe. Tại vì mình có mấy cái người quen mát lại gì đó cô bác ơi, là cái chuyện sự thật đó. Có nghĩa là con người mình thiếu sự khiêm tốn. Nhiều khi mà có thâm hơi chút xíu đó cô bác ơi, có chút xíu của cải đó là bắt đầu là đã nổ rồi, đã sống cái dạng mà nó phí rồi, nó phung phí rồi. Vì cho mấy cái người mà giàu thiệt sự đó, cô bác nói thiệt cô bác, mình đã gặp những cái người mà giàu thiệt sự rồi đó, tiền tỷ á. Mấy cái người đó nhiều khi người ta sống nó đơn giản lắm cô, sống đơn giản nhiều khi cô bác không có nhìn ra cái người đó là cái người giàu đâu cô bác, họ sống rất là bình dị luôn. Khâm phục là khâm phục những cái người đó đó. Cũng giống như cái người mà giàu đó cô bác ơi, cái người giàu đó nhưng mà người ta mà không có lộ cái giàu người ta, ta không có lợi dụng cái giàu đó để người ta nổ người khác, hoặc là ví dụ như cái người thông minh đó cô bác ơi, nhưng mà ra đường người ta giả ngu đó. Một người bình dị thôi để dễ mà nó nói trò chuyện với những người khác,
Chứ cái người gì đâu mà tao nói có chút tài chút ấy cái ra ngoài đường là muốn giết người ta không. Cũng giống như cái người mà có sức á, có hơi có sức á, to con hay gì đó ha, ra đường là toàn là bắt ép những cái người ốm yếu, gặp ai cũng muốn hiếp chứ, kỳ cục quá ha. Đáng lẽ là cái đó là mình phải giữ lại cho cái riêng mình để phòng thân, chứ ở đâu mà mình được cái sức rồi cái bắt đầu đi lợi dụng cái sức đó đi ăn hiếp người khác. Cái người có bề thế cái bắt đầu lợi dụng cái bề thế của mình để ăn hiếp người khác. Nó kỳ quá ha. Mấy con này nó đeo nó quá rồi, mấy con nó đeo giết rồi chết mấy cái điện điển hết trơn, mấy con bộ xích hôi mà dạng nhỏ xíu nè, có thấy điện điển ra là tốt quá ha. Rồi chấm dài qua bên kia. Khôn thời giả dại giả ngu, nhưng mà cái khôn nó khó lắm quá. Cái khôn ở thế gian nó khác, còn cái khôn ở sức thế gian nó khác quá. Thành ra mấy ông nhà sư đâu ngày xưa đó, người ta khôn. Cái khôn của người ta là người ta đi ẩn lánh, đi trốn chỗ này chỗ kia. Còn cái khôn của mình bây giờ là muốn thiên hạ đều biết chứ. Bởi vì cô bác mới thấy là bây giờ trên ở trên mạng này đầy dẫy những người tu đắc đạo chân nóc chân đó cô bác ơi. Người chứng thần thông, người đắc đạo, người tiên tri gõ vận mệnh, cái người vô trời ơi cái người tu mà toàn thứ dữ không. Bởi vì mới bị lừa đủ kiểu chân đó cô bác. Không ra cô bác là coi mấy cái vụ mà cái bà gì mà bà chuyên đi từ thiện đó cô bác cũng nổi tiếng dữ lắm đó. Rồi bể ra cái rồi. Rồi mấy cái bà gì, cái bà gì mà đi tìm mộ gì đó cô bác ơi cũng bể ra nữa. Tìm mộ gì đâu mà có ra mộ người ta đâu, toàn là xương động vật không hả. Mà cũng có bài vẽ trong nữa cô bác ơi, giả bộ trong nữa cũng bể ra nữa. Rồi cái ông lương y gì đó cũng mới bể nữa đó cô bác ơi. Bởi vì bây giờ mà giả đủ kiểu hết trơn. Giả đủ kiểu chứ. Tại vì mình ham cô bác ơi, mình nghe cái gì mà đồn ì ì ầm ầm cái mình chạy theo mình kiếm. Không có chết là chết ở cái chỗ đó đó. Mình nghe cái gì tao nói sơm sơm á nha, cái gì mà người ta thấy ham người ta đang chạy ung ung đó, người ta có tiếng có danh hay gì đó là bắt đầu mình chạy theo đó. Bởi vì chết là chết ở chỗ đó đó. Bởi vì ông Đức Thầy ông dẫn tới dẫn lui hoài đó cô bác ơi. Cái người gì ham việc linh việc nghiệm, mấy cái việc gì mà tao nói nó nổi trội quá ở phía bên ngoài đó, nó có danh chút xíu đó thì cũng giống như là cái con cá linh đó. Nó chạy đi trước là bởi vì nó chết trước. Còn cái người thường của mình đó cô bác ơi, mình nghe cái gì mà lạ lạ đó nghe, mình chạy lên mình coi là mình đã sụp hố rồi, là cái tâm của mình đó, nó đánh được cái tâm của mình đó, có rõ ràng cái tâm của mình đó, mình thấy cái gì lạ lạ cái gì hay hay là mình chạy đi mất tiêu. Là có nghĩa là nó không có vững rồi, không có vững rồi. Ví dụ như cái bà gì ngày xưa mà cái câu chuyện gì quên quên cái tên cái ông đó, nhưng mà mình nói ra chắc cô bác nhớ. Người ta lại nhà ta nói con của bà giết người ở ngoài chợ rồi, bà không có tin của bà. Bà không có tin nha. Rồi hồi một người khác đó, chạy về cho hay, hồi ôi con của bà giết người ngoài chợ rồi, người ta bu nhiều lắm, bà hơi rung rinh rồi của bác. Tới một người khác nữa, người ta chạy về người ta hay, hồi ôi con bà giết người ở ngoài chợ rồi, quan binh người ta bắt người ta giải đi rồi, rồi rồi dắt này bà tóc qua bà chạy ngoài chợ, tại vì bà tin tưởng con bà của bác ơi đó, từ giờ nó hiền khô làm gì nó giết người, thấy không. Nhưng mà cái thứ nhất chưa tin. Cái tin thứ hai chưa tin, người ta thử mà. Cái tin thứ ba rồi bà tóc bà chạy đi. Không có là mình cũng vậy đó cô bác ơi, nghe nói con rắn ở trên núi cấm gì đâu mà ta bắt đâu được cả tấn. Con rắn dài gì đâu cả 30-40 thước, rắn khổng lồ, rắn chúa ở núi cấm người ta bắt được rồi. Cái đợt đó cô bác ơi ta đồn đủ kiểu chứ. Rồi ta nói một người đồn không tin, hai người đồn không tin, ba người đồn xách xe chạy tới chỗ coi con rắn khổng lồ. Không có trời ơi. Dùng cái chuyện thiệt tình là có nghĩa là mình không có vững cái lòng tin rồi đó cô bác ơi, vững lòng tin rồi đó, thấy không. Ví dụ mơ mốt nghe nói thôi có cái ông nào ông tu mà bây giờ ông đắc đạo rồi, ở trên núi Cấm ở núi Tà Lơn hả, hả ở Long An Bình Dương gì đó nha, có cái ông nào ông tu đắc đạo rồi, trời ơi ông lợi ông chỉ điểm ông điềm chỉ gì đủ kiểu chứ, ai nói gì ai vừa lợi là bắt đầu ông đọc được cái tâm của người đó, ông nói danh vách luôn. Thôi ô cô bác nghe ha,
Hay quá. Rồi chiều chiều cái có bà hàng xóm hay gì bà lại ấy nữa. Rồi cái tối tối có đứa bạn nó nhắn tin nó chia sẻ nữa. Hồi ôi bắt đầu chuẩn bị xe cộ rồi nhảy lên đó. Nhờ ông chỉ điểm cho mình. Là mình chạy đi mất tiêu rồi, là chết rồi. Không có. Mình chạy đi kiểu đó là chết rồi. Kinh sách của Phật đầy chân của bác ơi, chạy đâu tìm kiếm ở cái bên ngoài. Mà cái bên ngoài giả sử như người ta đọc được cái tâm mình đó của bác ơi, chưa chắc là người đắc đạo đâu. Ma nó cũng đọc được tâm người ta luôn. Phải không? Cái đó được tha tâm thông. Phải không? Có nghĩa là cái người mà thiền định tới một cái mức độ nào đó, hoặc là tu tập theo một cái đến một cái mức độ nào đó, người ta có thể đọc được cái tâm ý của người khác, cái đó là chuyện bình thường thôi. Phải không cô? Nhưng mà phải có cái sức tu tập. Phải không? Có cái cách mà rèn luyện của người ta là sao đó. Nhưng mà ngặt cái giả sử cái người này đi theo tà đạo ở sau cô. Trời ơi, mình thấy người ta nói đúng cái tâm mình ha, mình vừa suy nghĩ gì người ta đọc quá, người ta hiểu trơn ha, hay ha. Cái người này tu đắc đạo rồi, cái người này có huệ rồi. Rồi rồi đi mất tiêu của bác ơi. Ta dẫn mình đi, từ từ người ta gù quến mình đi. Thấy không cô á? Người ta đưa mình đi mất tiêu, phải chắc là đó mình thành đệ tử của người ta mất tiêu rồi. Bởi vì nó khổ là khổ vậy đó, mình nghe cái gì mình cũng chạy đi chứ, mà chạy là càng chết bác không. Ông Đức Phật ông nói mỗi người hãy có một cái hòn đảo tự thân, mà hãy tự thắp đuốc lên mà đi, đâu có ai mà đi giùm mình được cô bác ơi. Dù ông chứng đắc thần thông đó thì cái những cái mà ông dạy đó cô bác ơi có khác gì với những cái gì mà của Đức Phật ông Đức Thầy ông dạy không cô bác. Cũng vòng vòng có nhiêu đó. Mà cái có sẵn ở đây thì mình không có coi, không có đọc, không có thực hành theo. Mà ngặt cái mình thích câu cái gì nó mới à. Thích cái gì nó mới, bởi vì mình chạy theo. Cái này cái hạnh này có trái khủng khiếp luôn. Nên mình bơm nước lên rồi cái bây giờ nó tốt. Hồ trái nó phì á, có thấy hết hồ trái luôn ha. Ngặt trái trên nè có. Trái dưa lá, không biết cái nào nhiều hơn cái nào. Cái trái nè, trái la liệt luôn. Ghê gớm trái. Ở trên này nữa nè cô á, nhiều khi á mình nói trái nó muốn nhiều hơn lá, nó sợ cô á không tin. Hết hồn hết vía. Trái ghê gớm trái luôn. Hết hồn trái chín là từ lưa mà ở nhà nắp trơn cô á, ở nhà cũng có mấy cây. Nhà đâu có xài hết. Cái xoài ở đây mình còn sót lại mấy trái bự ở trên kìa cô á, nó mà chưa trồng. Mấy trái bự nó già, mấy trái xoài để xoài trái vụ. À, vậy là xong liên điển bữa nay đó. Bữa nay cục ngủng à cô bác ơi. Tại bữa nay không có nhiều chuyện, chứ mình mà nhiều chuyện á cô bác ơi. Hồi nãy cái chỗ mà cái chỗ cái máy đó ha, mình đi quay vòng vòng hồi nữa là cả nửa tiếng đồng hồ. Mình câu giờ hồi là nội mà bơi cái xuồng ở đây cô bác ơi, mình kể câu chuyện cái là nửa tiếng đồng hồ nữa đó. Thôi bây giờ ai cũng vậy cô bác ơi, mình tự lo cho mình chứ đâu có ai mà lo cho mình được. Cái người nào ăn người nó lo no, không? Cái người nào mà tu hành chân chánh hay gì thì cái người đó hưởng chứ đâu có ai mà hưởng được, không? Ví dụ như cái người đó mà sáng tâm á, người ta có thể chỉ điểm cho mình cái sai của mình á, thì nó cũng hay. Nhưng mà mình đâu có biết cái người đó là cái người chánh đạo hay tà đạo của nó. Con mắt thường của mình đâu có nhìn biết được. Bởi vì nhiều khi mình chạy rồi cái nó tầm bậy quá không, nó tệ hơn không chạy nữa. Thôi ở chỗ. Ông Đức Thầy ông nói thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma, trời mở cửa mà quỷ dương xuống thế. Cô bác nghe quỷ dương nó quỷ ma giống như mê tín dị đoan á, nhưng mà không phải. Quỷ ma có nghĩa là cái người ác đó cô bác ơi. Cái người có tâm ác là quỷ là ma đó. Làm gian ác là quỷ là ma đó, không làm chân chánh là tiên là Phật, không cô á. Có nghĩa là người mà làm cái việc thiện việc đúng á, là cái đó là đại diện cho tâm Phật, không cô hả, tâm Bồ Tát rồi vân vân. Ôi ơi cái con bọ ngựa này nó chạy lên cái tay của mình, chạy lên lưng luôn à. Bởi vì đại diện, bởi vì người ta mà thấy mà ai giúp người nào đó có tâm thiện lương, người thế bắt đầu ta nói thôi ôi cái người đó có cái tâm Bồ Tát. Hoặc là ta nói thôi ôi người đó giống như là Bồ Tát vậy. Cái đó là đại diện cho cái tâm của người ta thôi, nó tương tự gì đó. Ví dụ như cô bác thấy mà một cái người nào mà dạy chữ cho người khác đi, cái cô bác nói thôi ôi cái người đó giống như là một cái người thầy giáo vậy đó.
hoặc là cô bác nói thôi ô người đó giống như là một cái cô giáo vậy đó, phải không cô bác? Thì cái đó là đại diện cho cái tánh đó, tại vì cái tập tánh đó, dạy người á là của thầy giáo cô giáo, mà ai mà dạy người á là cũng mang cái tánh tương tự vậy, phải không cô bác? Là cũng tạm được gọi là thầy giáo cô giáo, phải không? Còn cái tâm Phật hoặc là cái tâm thiện, cái tâm mà từ bi vân vân á thì được gọi là cái tâm Phật, phải không cô bác? Cái tâm từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm đó, phải không cô bác? Thì được gọi là cái tâm Phật, tâm Bồ Tát hoặc là tâm cứu người đồ vân vân. Trời ơi, nãy giờ nó chạy vòng vòng trên cái lưng mình, chắc là mới bắt được nè. Chạy vòng 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 rồi. Cái tâm từ bi hỷ xả là cái tâm Bồ Tát, mà giả sử như ai mà thực hành được cái tâm từ bi hỷ xả thì người ta tưởng tượng cái người đó giống như là một vị Bồ Tát. Rồi ngặt cái đó là từ tâm của mình, của bác ơi, mình khỏi chạy tìm kiếm ở đâu xa tuốt ngoài biệt dục phương trời nào, chứ ở ngay chỗ mình. Bởi mình thích đi tìm kiếm những cái gì mà nó ở bên ngoài, thành ra bây giờ bị gạt nhiều quá của bác, bị gạt nhiều quá. Nghe cái gì lạ lạ cái mình chạy đi kiếm. Nghe cái gì mà linh linh đó, cái mình chạy đi kiếm. Thôi ô nghe nói cái chùa ở chỗ đó đó linh dữ lắm, người ta đi ùng ùng cũng chạy đi theo. Nghe cái miễu ở đó đó, cái miễu này miễu kia gì đó, hầu linh lắm cũng chạy đó. Nghe nói ông sư cái chỗ đó đó, ông phát huệ hay gì rồi đó nghe. Cũng chạy đi kiếm. Có mà tại vì mình không có tự làm, mà mình muốn cái gì, cái dạng mà giống như giữa dẫm người ta vậy đó cô bác ơi. Cái đó cũng giống như nghe nói thôi cái ông đó giàu lắm, cái mình trả lời mình đi kiếm ông thì cũng tương tự vậy đó cô bác ơi. Hết mà trong cái đạo á, cái người mà được sáng tâm nó cũng giống như cái người giàu, cái mình chạy lại đi kiếm ta. Nhưng mà coi chừng á cô bác ơi, cái người mà giàu mà thiệt á thì chưa chắc rồi, còn coi chừng cái người này giàu nhưng mà giàu vì cái việc bắt chánh á cô bác ơi, coi chừng đó nha. Coi chừng đó, thấy không? Còn cái người mà ta nói đọc được cái tâm người đó cô bác ơi, người ta ùng ùng kéo đến á, cái người đó đó coi chừng là chánh đạo hay tà đạo mình chưa biết được, cũng y chang như là cái người mà ta nói mà cái gì à, cái người mà sáng tâm rồi đó, cái người mà ta gọi là sáng tâm có huệ rồi vân vân đó, nhưng mà mình không biết cái đó nó thiệt hay không. Không, cái đó không biết thiệt hay không đó, thành ra đâu có đính chính được cô bác. Tại vì trong kinh cho biết đó, nếu như mà chưa có đạt cái quả thánh đó, thì nhiều khi là không có tao tin được cái tâm của mình đó cô bác. Cái tâm của mình nhiều khi nó còn tham danh, tham lợi, tham tình đủ thứ chứ. Có danh có lợi vô là nó nhảy vô nó tham rồi, tại vì cái tâm giác đó nó chưa có sạch của bác ơi. Nó sạch mới được, nó không có bị danh lợi tình chi phối. Nhưng mà ngặt cái lỡ cái người này đọc được cái tâm người, nhưng mà ngặt cái tâm của người ta còn tham danh là sao? Người ta nổ cho dữ vô rồi người ta đưa mình vào cái con đường sai. Rồi người ta còn tham lợi, có nghĩa là tiền bạc danh lợi này nọ, người ta gạt gẫm mình đó cô bác ơi. Mới bể mấy vụ mà mấy trăm tỷ đó ha không cô bác, thằng y gì đó. Hay quá dàn dựng. Nhưng mà cũng tại mình ham mê những cái gì mà nó quyền hoặc không à cô bác ơi. Cái đời sống con người nó thực tế lắm, nhiều khi nó thực tế tới cái mức mà nó phũ phàng luôn. Nó thực tế dữ lắm, chứ nó không có dễ gì đâu. Cái gì mà dễ đâu. Cái gì mà tự mình thì nó mới bền quá thôi. Còn cái gì mà trong ở ngoài nhiều khi nó sụp hố đủ kiểu chứ. Ra đường cái người mà tốt thiệt sự cô bác tìm là nó đỏ con mắt luôn, chứ không phải dễ đâu. Mãi trông cậy những cái gì mà của mình thì nó sẽ tốt hơn. Đây, quá hoa luôn ha. Hoa quá xa hoa. Quá thể đã ghê chưa. Của mình này, này là mấy cái hoa mini tiểu cảnh rồi đó, hoa quá xa hoa luôn, cái này nó nở rộ luôn. Còn ở trong nữa, ở trong mình chưa có đem ra nè, nhiều lắm. Từ từ điên điển nhiều và mình sẽ quay phim dài chút xíu, còn cái này thì nó hơi ít chút xíu à, thành ra
quay hơi cục cục. Sáng giờ lu bu à, chưa có ở không mà. Để mình hái cái cây. Cô bác coi cái cây nè. À, ôi ôi nó non nè cô bác. Đã ghê chưa. Cây rau cần cua. Ở đây thì nhóc luôn. Ở ngoài dưới ở dưới này nè cô bác, cần cua nhóc hết luôn. À. Chút xíu là mình ở đây hái thêm một gỗ rau càng cua nữa. Rau càng cua để mình quay cô bác xem nha. Nè tốt nè. Cái này thì không phân thuốc gì hết, chỉ cần hái vô là ăn thôi. À. Trời ơi cái con này, cái con gì nó làm ổ hay gì nè, bỏ cái này đi. Rồi bữa nay chủ yếu là điên điển cô bác thôi, rồi mấy cái vụ đó hồi tính sao. Rồi vậy là cái phim của mình tới đây để mình quay cho cô bác xem những cái hoa này trời nha, cái hoa này cũng đẹp nè cô bác. Vũ nữ nhện, cỏ này là lan bầu rượu, lan bầu rượu, cái này là vũ nữ, còn cái này là cái chậu hồ điệp, hồ điệp mới có ra búp chứ chưa coi. À, còn cái này là mấy cái cây trầm, quế. Còn bên đây là giả hạt đồ dân gian. Đằng kia có một cái giả hạt nó có bông mà con không đâu mắt không. Không biết chỗ nào. Rồi. Ở đây cũng có một chậu bắt đầu nó ra hoa nè cô. Tím. Chậu này chậu tím. Bắt đầu ra hoa nè. Cái cây này quá sát hoa luôn cô bác ơi. Ở đây thêm hai dồi nữa nè. Cây này quá hoa, cái này quá sát hoa luôn. Nó chịu rồi. Cái này là nó bắt rễ rồi đó cô bác, nó chịu tốt rồi đó. Rồi vậy là phim của mình tới đây kết thúc luôn. Bữa nay hái điên điển cô bác ơi. Còn mấy cái này quay lặt vặt rồi, nhiều khi cô bác coi nó nó lạc chủ đề. Rồi rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây luôn nha. Cái này trong thời gian chờ đợi cô bác ơi, cho điên điển có chút xíu rồi, không có nói chuyện được nhiều, còn là nói chuyện nhìn vòng ngoài không à. Rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây luôn nha.